cái đặc điểm của cái bé đó là gì, ra sao thế nào. Thành ra đó thì chỉ nói đó dựa trên cái lý thuyết thôi à, chứ cái tính thực tế nó không có. Ừ, tức là ra thực tế đó, cái lý thuyết của thầy có áp dụng được vô cái trường hợp đó không thì thầy không biết nữa nha. Cái đó thì nói trước, tại vì đó mình phải biết cái đặc điểm đó, thì mình mới mới xài được. À, mình có thể đó mình đi theo cái hướng á, để mà mình tha thứ được cho người khác, để mà không có ghim người khác, để mà mình không có bực mình á, thì mình phải có nhiều tình thương, mình phải có nhiều tình thương mình mới có thể làm được như vậy. Bây giờ đó mà con không có thương được những cái thứ đơn giản quanh con thì con sẽ không thương được người khác đâu, thì con sẽ bực bội hoài luôn. À, các bạn mới hỏi tiếp, vậy chứ con có thương mẹ không? Đó, cái con có thương ba không? Ừ. À, rồi đó mà con thương mẹ đó mà mẹ làm gì đó mà không có đúng ý con đó, mẹ hứa với con không có làm đi chẳng hạn, con có giận mẹ không? À, cái con có giận mẹ thấy không? Cái người mà con thương đó, con nói con thương mà con giận nữa mà, chứ huống chi một cái người bình thường thì con dễ giận lắm. À, vậy cho nên con phải có nhiều tình thương hơn, chứ tình thương con ít quá à. Đúng chút là con giận à, mà con giận thấy mệt à. À, tự bản thân con cũng thấy mệt nữa, rồi đó những cái người xung quanh con người ta cũng mệt nữa. Vậy thì mình cần nó thực hành để nâng cao cái tình thương lên. Ừ, nâng cao cái tình thương bằng cách nào? Bằng cách đó mình thương yêu những người xung quanh mình, sau nữa mình thương yêu tất cả những cái con thú xung quanh mình, đừng có làm cho nó đau. Một cái đứa mà nó biết cái thương tất cả những con thú xung quanh á, không có làm cho mấy con thú nó đau thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ đó nó làm cho bố mẹ nó đau lòng, và không bao giờ đó nó ghim những cái thù hằn oán ghét đó vô trong người nó để mà nó khổ đau hết. Vậy từ đó đó con cần phải thực hành. À, thực thực hành biết thương đó tất cả những cái sinh vật đó xung quanh mình, để mà mình trau dồi đó cho cái tình thương của mình nó rộng lên, nhiều lên, to lên, bự lên. Lúc bấy giờ mình không còn bị sầu muộn ở cái chuyện đó là mình ghim người ta và mình bực bội. Thế là xong. Kêu mọi người đặt câu hỏi cái nó sợ muốn chết, nó né được nó mừng lắm. Ở mình tới đâu rồi ta? Tới đâu vậy quý vị? Hai tâm làm nhiệm vụ sân đúng không? Thấy chỗ đó có cái chữ tím. Rồi có cái chữ tô tô chưa? Tô rồi hả? Đợi trước rồi hả? À ok. À, dưới cũng tô nữa. Mà dưới chắc tô do bài soạn tôi á, chứ không phải vậy tới đó. Rồi ổn định tinh thần chưa để mình học bài? Rồi ủa còn thiếu ai không? Đâu thiếu ai đâu đúng không? Chắc đủ rồi đó. Đời trước nha, từ đời trước, xử lý từ đời trước là do nết quên quen sân, nết quen sân làm các ác pháp tương tạp với sân. À, có cô Đào buổi đầu tiên hả? À. Ừ, cái lớp này được nè, cô Đào lớp này hợp nè, học dễ hiểu, đơn giản mà áp vô đời sống. À, dạng ứng dụng mấy cái lớp bên kia nó có cái tính hàn lâm nên thành ra đó bên kia đó mình dễ có cảm giác là chới với, bơ vơ và lạc lõng như dùng đời nghiệt ngã. Bên đây đỡ hơn, thì đỡ hơn, nói đỡ thôi chứ cũng không có nghĩa là nó không có à. Vậy đó từ đời trước của mình đó là do nết của mình quen sân, thứ hai làm các ác pháp tương tạp với sân, đời sau mình mới sân. Quý vị kịp cái chỗ đó không? Tại sao đó mà làm ác pháp tương tạp với sân á, thì đời sau của mình nó bị sân người ta.
Do đời trước mình làm ác pháp tương tạp với sân thì nó mình đã gieo trọng gì rồi? Chủng tử nghiệp, chủng tử nghiệp. Qua tới những cái đời sau nó trổ lên. Nó trổ lên. Mà nó trổ lên thì bây giờ là mình á, là tội nguyện hay bất tội nguyện? Chủng tử đó là bất thiện đó. Mà nó trổ lên đó, mình bất tội nguyện. Mà mình bất tội nguyện là mình sân rồi. Thành ra vì cái cớ logic như vậy đó, cho nên có ý thứ hai, làm cái ác pháp tương tạp với sân đời trước đời sau sân. Cho nên bây giờ quý vị phải làm sao nè? Mình làm ác pháp đừng có tương tạp với sân, đúng không? Thôi đúng không? Mình đời sau, đúng không? Mình sân là sao? Không? Thế coi có ai tỉnh không? Mình hỏi coi. Tân Tinh Tế ơi, đúng không con? Tại vì mình làm ác pháp mà tương tạp với sân là đời sau mình sân đó. Đời này mình phải làm ác pháp mà không có tương tạp với sân. Ăn đời sau mình đừng có sân. Rồi Tân Tinh Tế nó ngủ rồi. Tại vì nó tinh tế quá cho nên hàng giờ nó ngủ rồi. Thôi một người khác cũng không kém phần tinh tế đi. Nên như là bạn Trúc đi. Trúc tỉnh chưa con? Sao cơn sang chấn rồi đó con tỉnh chưa? Ô lên này hả? Không nên ha, bé không nên ha. Vậy chứ mình làm gì con? Đi thầy gọi con ha. Trời ơi, vậy con biết rồi, con đón như thần rồi, con lên tiếng trước đi. Chờ thì gọi chứ. Ác pháp nào cũng đi với sân. Không có, nghe. Có ác pháp xuống đường chết. Sân đâu mà sân. Thấy quen, học được buổi 2 rồi. Cô Đạo học được buổi 2 rồi hả? Ác pháp không tương tạp với sân thì cũng đụng với tham với si, lại rớt vô cái chủng tử khác. Đúng rồi đó, tốt. Tương tạp với cái khác ha. Với tham nè, với si nè. Đúng rồi. Đó, giỏi ha, trời ơi biết luôn đó. Cái đó nằm bên nhân duyên đó. Cái đó nhân duyên mà hổm học cái buổi duyên đại cương, tôi cứ quên hoài cái tên đó, tôi cứ lộn xài quần hoài vậy đó. Duyên đại cương mình có chia ra nhau 5 cái bộ đó nhá. Thì đó, trong đó nó có đó. Vậy cho nên không phải ác pháp nào cũng tương tạp với sân. Nói ác mình nghe như có vẻ là nó sân ha, nhưng không có chắc đâu nghe. Đang mình nói đến tính chất ác của nó chứ không phải là cái hành động ác của nó đâu. Hiểu nghe bé Tân Tinh Tế. Đúng, đặt cái tên này đúng rồi, phải tinh tế là. Ok. Sẽ còn kêu con dài dài đó, chuẩn bị đi nghe, chuẩn bị lóng tai nghe đó. Chứ hôm hồi mình sót á, cái thiên hạ nói mình ngủ không á, kỳ, mình tinh tế mình đâu có ngủ đâu nha. Phải theo dõi nghe. Giải quyết các cái nhân đời này thì sẽ giảm trừ được sân, tránh né được các cái nhân đời trước để đời sau đừng sân. Hay không? Mình giảm trừ nó đó. Tức là bây giờ mình giảm nè. Bây giờ mình giảm trừ nè. Thì mình tránh né được. Bây giờ mình giảm trừ cái gì vậy? Giờ mình giảm trừ gì? Giảm trừ cái nết mình lại. Mình giảm cái nết mình lại. Cái nếp mình đụng cái là đông đỏng lên, nhảy cái tưng lên như con ma cà tưng vậy đó. Ôi cái đó là mình trợ cho cái gì? Trợ cho mấy cái thằng nghiệp cũ của mình đó, nó trổ mình nó xì ra thấy gớm luôn. Nó trổ nó xì ra thấy gớm luôn á. Tại sao nè, mình giận nó cái mình nhảy cà tưng lên đó, cái đầu mình đụng nước nhà cái mình đau, cái mình quạo nữa. Mình nhảy cà tưng lên đó, cái mình đạp trúng cái đồ gì đó, cái mình đau, cái mình giận nữa, quá nghiệp nó. Nó chỉ chỗ ra mình đó mà đang giận vậy đó, cái mình ăn cái gì đó của mình chà nhai trúng cái lưỡi mình, quả nghiệp chỗ ra vậy đó. Cho nên nó hồi xưa mình ác tương tạp với sân, bây giờ có duyên đủ rồi nó phải xì ra chứ. Vậy đó, cho nên mình nếu bây giờ mình giảm trừ cái nết của mình lại nè, mình bớt đó điều kiện để cho các cái chủng tử sân sanh lên. Hồi xưa chủng tử mà mình đã gieo ra các nghiệp ra sân đó, hôm nay đó mình không có cho đó các cái chủng tử nghiệp đó nó sanh lên, thì mình đâu có bị sân. Ví dụ như đó,
mình vô lớp nè, mình đặt câu hỏi, mình học hành chăm chú dễ thương đó. Cái ta đâu có chửi mình đâu mà, anh ta đâu có chửi mình đâu, mình đâu có sân. Đó là gì? Mình đã biết rồi, đoạn trừ các cái duyên để mà các cái chủng tử sân tương tạp mình hồi xưa đó nó không có được trổ lên, hiểu không? Ai biểu không, ai biểu sân chi khổ gắng chịu, thì đứa nào sân đứa nó khổ thôi. Cho nên thôi đừng có thương tôi, hiểu không? Đừng có thương tôi, sợ sợ thì sân không à, sợ thì sân á, rồi tội nghiệp thì thầy chết sớm mà không có ai dạy nữa, khỏe thì mình đỡ học, mình đỡ phải học khỏe. Không phải lo cho mình nè, mình phải lo cho mình, lo cho mình trước. Mình đi học là để mình khôn khéo lên, người ta khều khều mình nói là để chi vậy, để cho mình học chứ ai học. Không thâu đó, mơ chiều có mấy cái chủng tử cũ xưa của mình nó trổ, nó xì chỗ khác mình chết nữa. Nó xì chỗ khác mình chết nữa. Nay nó xì trong đây là nó xì trong thao trường, đăng chi rèn luyện, dúa mài, chế ngự, kiểm soát, điều phục. Bình thường quá, trước một cái gì đó mình kiếm nhiều từ vậy đó, hiểu không? Này là mở ra đó, dành cho mấy cái bạn mà bị thiếu ngôn từ như béo đồ gì nè. Hiểu không con? Cái mình đó mình ghi nhận đó, một cái đó mình diễn đạt bằng nhiều từ khác nhau đó. Rồi bây giờ mình nói ra rất đúng, dùng từ não mình dùng đa dạng ngôn từ, hiểu không? Chứ không qua mình nói lên con chữ dùng hoài. Trước cũng đó, qua câu sau cũng tỉ nữa, qua câu sau cũng tỉ nữa. Nó ngán lắm, hiểu không? Mà các bạn nào mà bị yếu như vậy thì cũng nên ghi nhận. Nhớ đó, ngôn từ gì mà thiếu thì ớn luôn à. Rồi đó là cái cần thiết cho mình đó. Rồi sau đó là cái cách thực hành như thế nào trong đời này đây, để mà mình nó bớt đi cái nết của mình nè, hoặc là đà giảm trừ đi đó cái điều kiện để các chủng tử nghiệp nó cho quả. Hay ý ha. Cách thực hành như thế nào trong đời này đây? Cách thực hành như trong đời này, thứ nhất là giảm nết. Cái thứ hai, hạn chế duyên trợ tạo cho các mãnh lực nghiệp sân xưa cũ được hiện hình. Thôi hiện bài đi, hiện hình nghe ghê quá. Hãy ý đó nè. Rồi bây giờ đó mình cho đi. Ê mà thôi đi thêm cái nữa đi, mở cái ngoặc ra. Ví dụ thiệt cụ thể. Như trong lớp học này chẳng hạn. Hiểu không? Cái nhiều khi rồi quý vị trả lời nó khái quát quá. Vì mình có cái năng lực khái quát đó, rất là cao siêu. Thành ra mình trả lời cái đó là ai đâu người ta đọc rồi là người ta hiểu liền của người ta, ta thành Phật hết. Mình ở lại mình dạy tiếp. Tại vì mình khái quá đó mà mình không có đi vô cụ thể để mình xài được. Nên thành ra chỗ này đó mình bỏ cái khái nhà đi. Mình đưa vô cụ thể đó. Mà thiệt là cụ thể luôn. Mấy bạn khoảng 20-30 cái gì đó cũng được. Trời, có đứa bệnh nó sân, bệnh không chừng rồi đó. Trúng cái nết của nó không chừng nữa. Tội nghiệp. Tội cái nghiệp nó. Ở gì? Làm cái ngờ giảng sư đó đa đoan lắm. Đa đoan lắm. Có mấy cái vị giảng sư kia trong đây không? Ồ, cũng có mấy cái vị giảng sư kia trong đây nè, cũng phải cẩn thận nha con. Làm ngờ giảng sư nó đa đoan lắm. Ừ đúng rồi con, ví dụ. Ồ, mới phát hiện luôn ha. Cho lên đi con, mình cho lên đi.
mình đừng có ví dụ trong đầu của mình ha, mình cho lên cái tin nhắn đó để cho ích lợi cho những bạn khác nữa. Có ai mà học tới giờ này mà hết não rồi không? Chứ hè này đó, định là nhiều cái môn đó, lúc mà 22 giờ 30 lắm á. Mà tôi nhìn đâu tôi cũng thấy mà ta, sao mày thấy chứ à? Nãy tôi ví dụ trong lớp chú gì rồi đó, từ đó mà khai thác thêm, mình phải có con mắt quan sát, hiểu không? Ai, những người xung quanh mình thấy lừ à, từ nơi lớp học, gia đình, ở trường, về xã hội, như bà bán bánh mì, nhân dân. Đi học mấy cái mới, mình không có chịu học bài, cái ông thầy ông hỏi, cái mình ngu ngu ra, cái ông la, cái mình quạo, đụng chạm tự ái. Ok. Một thí dụ hết sức là trực quan sinh động. Bước chơi, những trò chơi có tính đối kháng. Là giờ mới nết cơ hả con? Có Becky vô kìa. Không học võ thôi, không học võ đâu có nghĩa là dính dáng cái này đâu ta. Anh Trúc nó học võ kìa, đâu có nghĩa là nó sân như quỷ đâu. Đâu có nghĩa là nó sẽ là Asura. Ta học võ để mà người ta chạy, hiểu không? Người ta chạy cho nó nhanh, ta biết cái kỹ thuật nào đó mà luồn lách, né trốn để mà ta chạy cho nó nhanh. Mình không biết á, mình cứ chạy mà chạy thẳng vô vòng tay người ta không à, ta quánh chùa chết. Thầy thầy bà gì kiểu sợ chết vậy. Cái mấy cái đó đó nhi nhanh lắm, mấy cái đó nhi nhanh lắm. Tại vì Nhi hỏi hoài về cái chuyện mà mình lập gia đình á, nên mấy cái đó nó nhanh lắm. Là Nhi có học cái lớp M1 chưa ta? Chưa hả? Rồi, nó âm mưu nè. Học xong cái lớp đó là nó đi đó. Nên phải từ từ nghe, mới chịu đựng ai rủ nó học cái lớp đó nghe. Học lớp M1 xong là nó đi mất tích đó. Chưa hả? Nó học rồi, chết rồi, học rồi, khí. Chết
nó học lại lần hai. Có hai câu phim, phim nào, nhân vật nào mẹ cũng chửi. Kêu mẹ đừng có chửi nhân vật, chửi thằng đạo diễn á. Ờ, nó là chùm của mọi nhân vật đó. À, con hút khiên mẹ không có nên như vậy mà không không biết nói sao luôn hả? Ồ, con chỉ cho mẹ nói đó. Còn mẹ mẹ phải chửi mấy cái đứa mà nguồn cơn á. Mẹ chửi mà vậy đó là nó không có vô được đâu, nó không có trúng. Em nó không có trúng gì đó, mẹ chửi mà nó không có đã cái miệng. À, mình phải chửi sao mà đã cái miệng luôn á. À, mình chửi đó mà nó làm theo người ta không à. Nó làm theo á, cái ông đạo diễn. À, làm theo ông đạo diễn. Mà cái ông đạo diễn đó đó, là nó diễn á, theo cái bộ phim. À, mà nó diễn theo cái bộ phim đó đó là được bắt bởi cái truyền hình. Ha, à, vậy là mình phải chuyển, mình chửi mấy thằng mà chế truyền hình á. Ha, mình chửi cái mấy cái đứa mà nó chế truyền hình đó mà nó chiếu cái bộ phim như vậy cho mình á thì nó tức hả. Ha, mà mình chuyển cái chửi mấy thằng mà nó chế truyền hình rồi nó chưa có vô cái góc nữa. Mình phải chửi cái đứa nào mà nó đi mua cái truyền hình đó về á. Ờ, mình phải đi chửi cái đứa mà nó mua cái truyền hình nó giờ làm mình coi tức chết được luôn vậy đó. Ha, mình chửi cái đứa mua cái truyền hình rồi chưa vô cái vấn đề đó, mình phải chửi cái đứa mà nó đi coi cái phim đó. Mình phải đi chửi cái đứa mà nó đi coi cái phim đó cho nó tức như vậy đó. Nó mày phải chửi vô cái góc chứ mày chửi vòng 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 không sao mà trúng được. Cái là bà sẽ chỉ sang chửi thế bà. Tao hồi hàng xóm coi phim. Vô lớp học ha, bàn luận gì liên quan nam nữ. Ồ, nói nữ vậy vậy vậy. Không có chịu, thiếu sự bình đẳng, đúng rồi. Nổi sân, không có chịu. Ờ, đúng rồi. Trời ơi, giống như cô Đào nói cô Mi đó vậy đó ha. Trời ơi, vô luôn vậy đó hà. Bé con nhà hàng xóm ha, qua chơi. Bởi vì bây giờ cô Mi đi độ tùm lum người hết trơn, thấy không? Trời ơi, mình là coi như là quảng đại quần chúng dân lao động là mình khăm hết luôn hà. À, thấy đâu mình cũng có kinh nghiệm hết à. Nó khoái mình nó đi tò tò theo mình hoài hả? Ồ, chết rồi, nó mê con rồi. Vô giờ học á, ngồi xung quanh nghịch đồ nghịch sách. Thôi mình sống kêu nó mà ngồi học. Không phải đâu con ơi, em thấy anh thật là nhàm chán. Em thấy anh thật là nhàm chán, phải bỏ đi cho nó khỏe. Nói thấy anh thật là nhàm chán. Cái bực bội của một người ta nhẹ nhàng à, là người ta rất là nhẹ nhàng, không có mà bực bội như một cái người không nhẹ nhàng. Thêm đi, ai còn thí dụ thêm đi cho nó thực tế đó, để mà mình giảm trừ cái nết của mình lại nè, rồi đó mình giảm đi các cái điều kiện để cho các cái chủng tử nghiệp sân hận hồi xưa mình đã có đó nó trổ lên à. Nãy giờ đó là thấy là giảm nết nhiều ha. Lớp này nết cũng dữ à, chứ giờ còn cái còn ý thứ hai, giảm các điều kiện để cho các cái chủng tử nó không có hiện lên thành quả đó. Tại vì quả mà nó trổ là mình sân nữa.
quả nó chỗ là mình sân nữa, mình đoạn trừ trước. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mọi gì quý vị nào đó mà đi con đường Bồ Tát đạo đó là Bodhisattva đó, không là quý vị phải chuẩn bị cái ý thứ hai nhiều, không có nên đó mà cứ rời rời hoài cái ý thứ nhất ha. Ý thứ nhất là cái chuyện hiển nhiên phải làm, ý thứ hai mới là khó, ở mình đoạn trước các nhân chứ không phải mình chờ. Người ta xàm tào lao cái mình không giúp được, biết cách giúp tối ưu, mình cũng đành chịu, không có bực, có chịu tìm cách khác tối ưu hơn. Ơi cái này cũng phải cẩn thận đó, chứ thôi nhiều khi cái mình bị lộn lộn vô mấy cái sự cam chịu nữa đó. sẵn tâm thế. được nè, cái này thiết thực nè, của cô My thiết thực đó, không dính chặt với mình luôn. Chuẩn bị trù bị sẵn, giờ pháp bắt đầu nó trổ lên khảo đảo rồi đó. Hay nữ sân ha, hạn chế cả đường này. Cái đó 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 cô đào, cái đó là mình đang ý ví dụ ý thứ hai đó ha, mà mình phân tích thêm chút nữa nè. Bạn ấy á, mà thường ra đường nổ quạo về nhà đó là mình á, là hưởng hết cái cục quạo đó, mà mình hưởng cái cục quạo đó mình sẽ quạo. Vì hiểu được cái nhân quả tuần hoàn như trên, cho nên mình làm cho bạn ấy không có ra đường được. Đừng cột bạn ấy ở nhà nha. Đừng có cột bạn ấy ở nhà. Hay mình tìm cái cách nào đó, hay mình níu chân không có cho ra đường. Không có ra đường đó, không ra đường họ đâu có sân. Họ không sân, họ đâu về họ đưa cục sân cho mình đó. Cái thành ra mình đâu có sân. Mình cắt đi các điều kiện để cho cái sân nó không được hiện hình lên, bằng cá là cái quả của nó không có trổ ra. Phân tích xa là nó như vậy đó. Sân trực tiếp luôn ha. Sân gì mà nhiều dữ vậy. Mình viết cái bài, đang viết cái phóng vật, bỏ mất một câu đoạn. Cái mình trượt cái chỗ mà mình bực ha. Sao mà mình không đi làm cho nó đầy hết mà mình bực ta. Trước đó ghi âm hay chuẩn bị tâm thế học, trong khi học hít thở, vô học, hỏi lại khi nghe chứ quá nhiều, sau khi học nghe lại ghi âm, xem lại bài cũ, xin lại bài bạn. Ổn rồi ha. Bởi cho nên quý vị, mình cố gắng đợt này mình làm cái gì đó mình làm, nhưng mà mình cũng phải nhớ là cho cái giác quan của mình nó nhanh nhạy, đó nó quan trọng lắm. Chứ mà quý vị có chậm cờ rì đó, trời ơi khó lắm. Mình suy tư rồi mình làm cái gì đó cái nó cũng rề. Mà quý vị hiểu mà, thời cái mấy cái máy tính mà nó bự như cái căn phòng không, trời ơi cái thời mà máy tính mà nó chạy được, nó gửi được cái thư điện tử đi đó là một ngày một đêm á, nó cứ hiện cái tiệp tin chuyển qua hiện vậy thôi chứ không có đi. Nó một ngày một đêm nó mới đi được. Quý vị nghĩ khổ không? Cho nên nó mình nhớ nghe, mình làm sao đó đừng có cho như vậy ha, đừng cho như vậy chứ mà khổ lắm đó. Nó nghĩ cũng không đi nữa ha. Con nhớ hồi nhỏ con nhoi với nhanh á, con đang truy hồi lại không biết nữa. Con có nhớ lộn cái kiếp trước con không Tấn? Chứ con mà nhoi mà nhanh nữa hả? tới giờ học ha, mình lười biếng. Trước đó đã nhờ đứa bạn nhắc nhở, nếu mình không học nó quánh mình, còn mình học đó nó cho mình cục kẹo. Trời ơi cưng không. Hoặc bác đó hả con? từ hồi nãy đó mà nhanh nhẹn đó rồi xuống còn hoặc bác thôi, chứ thêm chút nữa cái nó cũng có lanh lợi chút ít, cái nữa là hơn giờ đường xíu. Nó giảm xuống từ từ. cái đó đó mình phải tập đó con, mình phải tập á, không có dễ dàng cái đó. Cái đó đó mà con như vậy đó, con qua tệ tư không có được, con hiểu không?
các bạn nào mà hiện đại đang rất là chậm chạp rề rề đó, là xin thưa nếu mà bạn cứ duy trì cái kiểu đó đó là bạn không có qua tỷ tư được. Bạn chỉ có tỷ văn thôi, và mãi mãi trong cái cuộc đời bạn chỉ có văn thôi, không có tư được. Tại vì sao? Xin thưa vì cái cớ như vậy, hễ mà bạn qua tư là bạn sao? Ngủ. Bạn qua tư là bạn ngủ liền, hôn Trầm Thị Miên nó lên nó kiếm bằng liền vậy đó. Bạn qua tư bạn thiêu thiêu, thêm thêm, thép thép và đi thôi. Không có bao đợi chân ha. Bạn qua tư cái là bạn phóng giật rồi, bạn qua tư là bạn phóng giật đi mất tiêu chân à. Ừ, đứng ạ, ừ, cảm ơn con đã xác nhận ạ. À. Thành ra đó mình phải quạt bát, cái đầu óc mình phải quạt bát lanh lợi lên. Ơi mình như vậy là chết luôn. Không có của mi, cái đó là tăng trưởng lên nó của mi, cho nó nghe nhạc rap rồi nó tăng trưởng phóng vật thôi đó, chứ không có nhanh. Cái nhanh đầu óc tư duy đó nó không có phải đâu là cái đó. Ờ. Đó hôn Trầm Thủy Miên là không ngủ hả? Trời ơi cái con này nó bị điên. Không ngủ cho chết hả con, Đức Phật còn phải ngủ nữa đó con. Sao nói như vậy à? Cái vấn đề đó là cái tư duy nhanh không có phải đó là phóng vật nó nhanh, con hiểu không? Tư duy nhanh là người ta động não trên vấn đề nhanh lẹ, tâm người ta không có tán loạn, tức là không có nhảy lung ta lung tung. Bởi vì tâm con nó nhảy lung ta lung tung cho nên con không thể để tâm con tập trung trên đề mục mà suy tư cho nó tới tận gốc, mà ngẫm nghĩ cho nó tới tận nơi. Con bị thiếu là thiếu cái đó. Không, cái đó quá quan trọng. Mà cái đó nó do đâu? Do thói quen con tập hàng ngày hàng ngày đó. Cái thói quen con tập hàng ngày con cứ cà rề đó. Rồi cái tâm mình đó, nó cũng cà rề theo như vậy đó. Là sao? Nó làm cái này mà nó bắt cái kia, nó làm cái kia mà nó bắt cái nọ đó. Mình tưởng là nó chậm nhưng không phải, nó nhanh lắm nhưng mà nó nhanh bắt tùm lum. Cái nào không phải là nó tập trung trên vấn đề. Hiểu chưa? Có người bật tivi coi trước mặt, di chuyển chỗ khác yên tĩnh học không sân. Ok, trời ơi. Bạn béo thức cái giờ này học ha, cho trái tim. Chẳng hiểu nổi, chậm hình thức. cái hình thức chậm là một cái con manakan. Một cái... cái con gì mở dưới quê người ta hay treo đuổi diều đuổi quả đó, con gì đó, con buồn nhìn, cảm ơn cô My, đúng rồi, nó là một con buồn nhìn, nó mượn cái chậm của thân nó để mà nó bắt những cái thứ khác thôi. Mình phải biết cái tẩy của nó, mình phải lật tẩy được nó. Mà ai đó mà thường hay để ý trong cái ruột của mình á, đã lắm, có nhiều cái đó mình phải lật ngược nó lại. Mình bước ra ngoài mình cười sặc vậy đó. Thường Ti nó hay vậy đó. Anh hay cười sặc vậy đó, nó vui. Nhớ hồi xưa đi nhà thờ hả? Sơ trả hàng đó hả? Trời ơi. Vậy là hồi xưa con đi học đó là con vô đó chỗ mấy master là con chỉ ngồi con quay vô cái tường xe bằng tay điểm ngón chân phải không? Chứ con đâu có nói chuyện với mấy sơ sợ. Mấy sơ mới trả hàng á, đúng không? Sơ nói đứa này có căng, sơ dạy không được. Ủa sơ mà con? Ủa sơ mà? Sơ chứ phải Thiên Chúa đâu mà không trả hàng con. Sơ mà, sơ là người mà, không thế nào ăn được thì sơ sơ, không ăn được sơ trả chứ, mắc gì sơ giữ. Vậy mà hồi nãy em nói nhỏ em linh hoạt lắm, em hoạt bát lắm, em hoạt bát đến nỗi sơ trả hàng luôn, ghê vậy đó. Sơ đã chạy. Trời ơi, vậy mà bây giờ đó, sơ mi đó hốt về. Sơ mi hốt về. Thương sơ mi dễ sợ. Thương sơ mi quá. Master.
À, cái từ đó từ phiên âm tiếng Pháp à, chị hay đó. Như thời gian dài tương tạp. Nên nhớ sửa nghe con. À, nhớ sửa nha, chứ không thôi đó là tội nghiệp lắm đó, tội nghiệp người ta lắm. Tức vô cớ. Tức với con chứ đâu phải vô cớ đâu, con có cớ mà. Okay. Tức với con mà có cớ. Thấy không, nó tóc con rụng có cớ mà, trời ơi có cái Dạ, cớ thích đó. vô lý. Có cớ Sửa là thích vô lý. đàng hoàng mà. Đó, tất cả những cái đó là gì, cái chủng tử, thấy không, cái chủng tử sân hồi xưa nó đã gieo rồi, nó có nhiều lắm, ánh lực á nó sẵn rồi, ai mà có duyên á nó trợ cái xì lên liền, trợ là xì lên liền. Vậy đó, trợ là xì lên liền vậy đó. Vậy đó hả, giảm sân ha, tôi cạo luôn là khỏe ha. Rồi được không, các bạn có ví dụ chưa, còn còn sót không, con nè con. Trang nè, Trang đâu rồi, Trang ngủ hay gì vậy? Thì có đúng rồi, tâm đơn thì có sẵn. Kỳ nãy giờ có ví dụ chưa? Kỳ cũng có cái hả? Con cái ví dụ hả? Thêm cái kỳ ơi. Giảm nết hạ duyên ha, nhớ nghe, giảm nết hạ duyên. Đó, để mà mình tránh đi được cái sự sân đó. Não quéo sẵn đừng nói thừa. Ủa? Thì não quéo sẵn nói thừa. Bạn kia đang ví dụ đó, các bạn khác có ví dụ nữa không, bạn khác có ví dụ thêm không, bạn béo đó mình cũng nên ví dụ thêm đó, ai thấy mình chưa có nhiều cái chữ ví dụ đó thì mình nên ví dụ thêm để qua cái số xấu. À, cái số xấu là cái lộ trình sân á. Mấy cái kem của mẹ hả? Là mấy cái kem mà để thoa trên người rồi đó đúng không? Lột da rồi lột mặt rồi đó hả? Vậy đó hả? Tại vì nó thêm cú mẹ vô kìa. Ai biết đâu, cái kem cú mẹ mới chịu, đâu phải cú cha đâu. Hỏi cái kem đâu, chả tao xức cái mặt. Lấy đâu mất tiêu rồi. Hay hả, con ghi đó mà con không ghi cẩn thận ai biết đâu. Không biết ha. Này có phải là đoạn giảm ha? Nhân không, đâu có đâu, con đâu có đoạn đâu. Lúc đó mẹ chửi con đó là mẹ đang đang sân, thấy không, con thấy thấy không, con ăn cắp một quả nè, cái đó là hiện thời nghiệp. Rồi cái vị thời nghiệp của con nè, cái ngày mai mẹ phát hiện là mày hôm qua mày gian dối tao, mày lấy rồi mà mày còn chơ chơ đó, mày còn không có xin lỗi gì nữa, đi đi lên quánh đòn. Hậu báo nghiệp nó sanh còn dữ nữa con, vì thời nghiệp đó à, chứ mình tưởng đâu vậy là mình ngon này hả, có trời ơi lầm rồi con, hiểu không. Rồi tới giờ nè, tới giờ nè các bắt đầu mình nhớ lại đó đó, trời ơi mình một con người điêu ngoa gian trá, lừa dối cái kiểu, cái trời ơi mình sầu bi ưu khổ lại tiếp tục cái trổ quả nữa, làm có một chuyện ta nói trả, nói liên tu bất tận luôn vậy đó.
rút kinh nghiệm nha. Có lừa dối gì tôi đã nói luôn đi, em hơi trổ quả đó. Thì con lấy cái thùng hứng đi, nước đó đó, nước thánh không đó à, mày lấy đi mình hứng. Ờ, có ăn cắp gì không, ăn cắp cái gì đó thì nói lên nghe, người ta tha thứ cho tao, để mới phát hiện họ chửi cho biết. Quên luôn chứ bất nghiệp. Quên đâu có bớt đâu, cái nghiệp nó vẫn nằm đó thôi. Mà không hiểu tại sao đó mà người ta cứ chửi mình hoài à. Ha, mình không hiểu, mình ăn ở tốt mà, mình sống hiền lành nọ kia mà người ta chửi mình hoài. Đâu có tự nhiên, đâu có tự nhiên, hiểu không? Có một cái sự dây quan trái ngầm chảy nào đó đó. Rồi lộ trình ha, coi như được cái chỗ này ha. Cái này vô giống như cho nghe chuyện cười vậy, cho vui giải trí cuối tuần. Nhưng mà pháp đó nghe, hãy nhớ đó, để thực hành pháp này nhẹ nhàng thôi. Lộ trình nó như vậy ha, thấy ký hiệu không à? Vừa qua rúng động dứt dòng khai ngũ môn chưa, rồi ngủ xong thức tiếp thâu quan sát đoán định, cái thần chawana là động lực 1-7, rồi xong na cảnh 2 tâm cuối, đó là lộ trình tâm, lộ trình ngũ môn hướng tâm à. Thì bây giờ đó chứ thần chawana này đó là cái thằng sân, cái tô lên cái màu đó là cái màu nâu nâu à, là cái màu của thọ ưu tâm sân đó. Thì cái cảnh này gọi là cảnh bất toại. Hai cảnh bất toại làm cho tâm sân lại. Vậy thì cái con mắt, thí dụ như khi mà cái con mắt của mình nhìn, thì trong cái chỗ mà ngủ song thức đó là nhãn thức. Nhãn thức hay thí dụ mà mình nhìn bức tranh, nhìn bức tranh của anh ta vẽ, wow, nó wow. À, bức tranh ta vẽ đẹp đi đó, mình không nhìn mấy chỗ đẹp. À, mình nhìn á, nhìn vô cái chỗ đó mà vẽ một cái hình cái cô gái đó mà tác giả đó vẽ không có mang dép. À, bức tranh ta vẽ cái hình cô gái đó không có mang dép, nó thiên thần mà mang dép gì mình cũng quạo, vẽ hình không có mang dép gì trơn à, vô duyên à. Ừ, thường mình vô duyên vậy đó. Vậy thì do đâu vậy? Cái chủng tử nó sanh lên. Cái chủng tử nó sanh lên á. Ủa là do hồi xưa mình gieo đó. Hồi nào ở trên đó mình nhớ không? Làm ác pháp mà tương tạp sân đó, chủng tử gieo bày luôn đó. Do nhỉnh dĩa nó cũng dễ lên đi trơn à. Dễ lên vậy đó, dễ dính gì thấy không? Có nhiều người nghe nó nghe cái câu chuyện của tôi đó, nói trời ơi, cái ví dụ gì mà không có dính dáng gì chứ, ví dụ mà không thể xảy ra, không có đâu, không có với bạn, nhưng với người khác nó có đó, với người khác nó có đó. Nên thành ra đó mình để ý ha, để ý đời này chưa bị thì đời sau đừng có bị nghe. Thôi đời này chưa bị đời sau bị là ngẫm luôn à. Giảm xuống, tại vì thông thường mình đòi hỏi, mình yêu cầu đó, mình tạo thuận lợi cho nó sanh lên, riết rồi quen, đụng đầu nó cũng xì cái sân. Mà sân thì có trí được không? Không thể, sân thì không thể có trí được. Cho nên làm trước quốc, hay là làm trước quốc không mà không có làm gì đúng chứ à? Sửa lại cho nó tham đúng không Tân? Nhớ nghe, tại vì tham nó vui, sân nó mới vui nha. Cho nên mình nhớ tham nó vui nhưng nó vẫn ly trí, có khi nó còn tà kiến nữa. Thành ra đó mình phải cẩn thận, né sân, né tham luôn, được chưa? Nó vui thiệt ha. Cảm ơn con đã xác nhận điều đó. Thường chỗ Nhi á, nó hay bị mấy cái bệnh chỗ đó đó, bệnh tiểu tiết á. Tiểu tiết rồi sanh ra sân hận, mà tiểu tiết lại đại sân hận mới ghê chứ. Thường vậy đó. Thứ đó lại là tiểu tiết, không có quan trọng, không có là cái gì hết trơn đó, mà nó gây ra cái trạng thái đại sân hận. Có chút xíu gì đó mà cái nói nghiệp nó trả không biết là bao nhiêu. Trời đất ơi.
xứng đáng quá ha. Vậy đó mà mình không có cẩn thận để mình sửa đổi, câu ngà mình đi vô những cái chỗ đó không à, không chuyên gia luôn đó, bắt mấy cái chỗ nào như hạt sỏi, hạt tép rồi con tép rồi gì thôi đó. Trời ơi, thành ra đó phải cẩn thận, cẩn thận phải để ý vô đó, mình toàn vô mấy cái đó không, cái mình đổ thừa người ta, vô xài từ những đứa mình sân mình đổ thừa người ta, đổ thừa người ta. À, mình chuyên gia đó, tại vì sân thì sao, nó lý trí mà, lý trí cho nên thành ra nó vậy đó, nhìn sai chấp lầm rồi nọ kia, ta làm bình trận đâu có trí đâu nhìn đúng. Ê, con nên cẩn thận đó, mình sân không mà mình đổ thừa người ta. Ồ, tại vô vậy cho nên tôi mới vậy. Rồi, gọi là mình đâu có sửa đâu. Vì mình đổ người ta có đứa để mà mình đè đầu cởi cổ đổ lên này. Ê, mình đâu có sửa mình. Mình để chỗ đó luôn vậy đó. Nếu ta sửa mình mới sửa chết chưa. Không, gặp ta hiền đó. Gặp ta hiền thì sao? Mình trưởng dưỡng cái sân đó, mình tưởng đó là nó đúng nữa đó, cái mình chuyển nhà tham. Mình chỉ cho mình tha mình vui, tại vì mình là mẹ thiên hạ, cái mình vui à, mà chỉ xíu xíu cái mình sân với người ta đó, cái mà người ta sợ người ta thu thúc rồi đó, cái mình vui tham thọ hỷ mà học tập kiến nữa, hỗ trợ vô bởi cái đó đó. Không có quan sát à, mà đó mà người ta phùng mang lại với mình rồi sao, phùng mang với mình sao, chuyển lại bỏ vô lòng ghim, chuyển sang thù hận. Chuyển sang tù hận từ cái sân đó mà nó nhỏ đó, chuyển sang cái sân nặng, đường nào sao cũng chết không vậy ta, có đường nào sống nha, kiếm đường nào sống ơi, sao mô tả hồi hai đường chết không à. Tìm đường sống nha con. Phải buông ra mình sửa câu rồi sai đâu, sai chỗ đó rồi sửa lại từ từ túc tác à, sai đâu sửa đó mình mới dứt ra được nó. Thôi là đi vô đường nào cũng chết chân á. Cẩn thận nghe, lúc nào cũng phải rất là cẩn thận. Không có nghĩa là chỉ có bạn ấy đâu. Không có nghĩa là chỉ có bạn ấy đâu. Và nhiều bạn khác nữa. Nhưng mà chưa có xuất hiện trên đây thôi. Cho nên các bạn khác đó cũng vui lòng nhân đây soi chiếu thân tâm mình lại đó, mượn hình ảnh của bạn thôi để soi chiếu thân tâm mình lại, điều chỉnh, tại vì điều chỉnh nó là ích lợi cho mình chứ không phải ích lợi cho người ta, nhớ nghe. Cô My sợ quan trái, cô My sợ đời sau kiếm. Kiếm nó đòi tiền mà mình thấy mấy đầu gấu không, tự nhiên nó chặn đường nó đưa tao tiền này, không mà cứ nợ với nó đâu, đầu gấu nó chặn đường nó đưa kêu vậy đó. Sao rồi đợi chủ hoàng trái tao cũng mi sợ. Bây giờ phải nói trước vậy đó, không biết. Mi nói có cái chiêu này cũng đỡ. Mày nhắn con có sân con si không à? Mấy con si không con nghiệp dễ sợ rồi đó. Lộ tâm á, mà nhớ lộ tâm nghe, ở đây đó nãy giờ không có kêu ghi đó, nhưng mà bảnh rồi cũng phải tự ghi đó nha, ghi lại đó, rồi cái chữ nào mà không hiểu thì cũng phải hỏi nghe, chứ ghi về cái VQRD rồi DD rồi KNM NTTT không biết là gì chứ. Không biết là gì. Nãy giờ cười quên. Xỉu rồi đó. Hữu phần vừa qua, viết tắt là chữ VQ là vừa qua. Hữu phần rúng động, viết tắt là RD là rúng động. Giờ giờ là hữu phần dứt dòng. Rồi KNM là khai ngũ môn. NST là ngũ song thức. Rồi TT là tiếp thâu. Rồi QS là quán sát.
Rồi đờ đờ là đoán định. Rồi di từ 1 tới 7 à, nó là động lực. Động lực. Cuối cùng Na 12 không phải natri đâu nha, là na cảnh hay là tâm mót. Mót là lụm mót á. Chắc cô ghi cũng hơi bị hỏng kịp đó. À, mình đã tìm lại trên Google nó cũng có cái lộ trình tâm đó, cái mình coi lại đó nó cũng đầy đủ như vậy đó. Quan hệ rồi, cảm ơn bạn Tăng nha, báo vô lượng. Im quá trời luôn rồi, bữa nay Tân Phước đầy mình luôn. Trời tối nay ngủ không được luôn. Chui. Nhanh rồi thấy không? Không nên nói nữa, tới đó thôi. Rồi cái này đó, cái số 7. Số 7 là diễn trình tâm khi mà mình niệm sân. Thì quý vị tiến hành niệm sân đó. À, mình niệm cái sân của mình đó, niệm tâm sân đó, thì đó là sao? Cảnh nó vào. Đây nó vào đâu vậy? Vào đâu vậy quý vị? Cảnh nó vào đâu vậy? À, cảnh nó vào đâu vậy? Quý vị trả lời nó luôn, cái cảnh nó vào đâu vậy? Vào lộ một em. Cảm ơn Tư hai một là 3/2 con. Ủa không phần vừa qua nó là tâm mà. Cảnh vào sắc kinh tiếp nhận. Hỏi cảnh vào đâu, nó canh vào sắc kinh tiếp nhận. Ok, chúc cảm ơn. Trời ơi, quá giỏi luôn. Cảnh này nó phải vô cửa. Mình đi đến nhà, mình phải vô cửa. Thì phải vô môn. Quên rồi. Cảnh nó vô môn. Cảnh nó vô môn, được chưa? Hiểu chưa? Nhớ nghe. Môn là gì ạ? Đừng nói môn ăn được nữa nghe. Môn là gì? Môn là cửa mà cửa là sao? Mình nói đó, khai ngũ môn đó, thấy không? Cái chỗ mà vừa qua rúng động dứt vọng là cảnh nó chưa có vô, được chưa? Bắt đầu khai ngũ môn chỗ đó đó, bắt đầu nó mới vô đó. Ba thằng kia chỉ là chuẩn bị cho nó thôi. Thì môn là nơi gặp nhau giữa cái gì nè, căn trần và thức ha. Căn trần và thức. Căn tức là cơ quan đó, cơ quan trên cơ thể hay là sắc kinh đó. Trần tức là cảnh đó. Thức tức là cái biết của mình á, biết của mình á. Lúc bấy giờ đó là nơi gặp nhau chỗ đó đó, nó va đập với nhau cái bập chỗ đó thì nó mở cái cửa ra ha. Thì lúc đó là môn. Thì cảnh á, cảnh là nó vào môn. Nhớ chưa? Cảnh nó vào môn. Mà thằng nào đón nó đầu tiên? Hà Trinh, nó vô cửa phải có người đón chứ, đúng không? Vô cửa phải có người đón chứ. Vô cửa mà không có người đón nó đi về luôn á. Phải có người đón à. Nào đón vậy? Tâm dĩ nhiên rồi. Rồi thức nữa ha. Rồi ý luôn đi con, hết luôn rồi. Tâm ý thức đủ luôn rồi đó. Hay là gì? Mà muốn đi vô cái cửa đó thì phải qua ai nè ta? Thường thường là phải qua ai? Phải qua bảo vệ, đúng rồi. Bảo vệ nó phải sao mới vô được? Nó phải trò vía ha, nó trò vía ha. Nó phải mở cửa. Phải mở cửa mới đi vô được chứ, đi vô nhà ta xong vô lụm nổi quăng chứ ra. Thì gặp ai đầu tiên? Gặp khai ngũ môn, đúng rồi. Nó là thằng bảo vệ mà.
ok, đúng ngủ môn đầu tiên. Được không? Ha, à, khai ngủ môn đầu tiên. Cảnh là đã vào môn. Cảnh nó đi vào môn. Rồi ai cái chỗ cái môn đó để mà tiếp nó. Thằng khai ngủ môn nó nằm ở chỗ đó đó để nó mở cái cửa cho anh ta. Được chưa? Chỉ cho nó gặp cái người đầu tiên chỗ đó là nó gặp cái bà hàng bảo vệ, là bảo vệ cái cửa mở cho nó đó. Là căng chẳng thức gặp nhau ngay cái chỗ mà khai ngũ môn đó, là cái chỗ đó đó. Hiểu không? Hiểu không? Căng là cái cơ quan, tức là cái nhà đó. Được chưa? Ân, cái cảnh, tức là người khách. Thức là khai ngũ môn. Căng chẳng thức ba thằng đó gặp nhau tại đâu? Cái cửa. Ba thằng đó gặp nhau tại cái cửa. Hiểu chưa? À, vậy thì nếu như mà xét cái chỗ là ở thức, thức nào gặp thì đó là khai ngũ môn. Thằng đó đó, thằng đó là gặp đầu tiên. Còn ba thằng đằng trước là chuẩn bị thôi. Đúng không? Ba thằng đằng trước là chuẩn bị thôi. À, rồi đó nó vô cái là khai ngũ môn. Ngũ môn. Rồi sau đó là khai ngũ môn xong rồi sao? Khai ngũ môn xong rồi sao? Mới mở cửa à? Phải mở cửa hả? Ồ, rồi tới ngủ xong thức. Rồi phải tới ngủ xong thức, tức là sao? Rồi ta mới hỏi, mày vô đây kiếm ai? À, cái người kia thôi, xuống, mày vô đây kiếm ai? À, cái người này đó, ôi, kiếm kế toán, được kiếm kế toán. Thì sao? Cái đứa đó nó dẫn đi lại kế toán. À, một cái đứa nó dẫn đi lại gặp kế toán. Cái đứa nó nói đó, tôi vô đây đó, mà tôi gặp giám đốc. Cái có đứa đó, cái nó dẫn đi gặp giám đốc. Rồi đứa khác hỏi, chứ mỗi nơi nó mỗi khác nhau. Đó là cái thằng ngủ xong thức. Được không? Ngủ xong thức đó, nó vô đó mà nó đó là cái nó là dạng cảnh sắc thì sao? Thì sao? Thì ngay tức khắc là gì? Con mắt nó lên. Nhãn thức á nó xanh lên. Được chưa? Ủa, qua bảo vệ tới tiếp tân liền, đúng là như vậy đó. Qua bảo vệ tới tiếp tân liền. À, cái là nó dẫn đi. À, đi về đúng của nó vậy đó. Thì tới từ đi hết cái lộ này. Đang mô tả cho mình nó dễ hiểu, chỉ biết sao thôi, chứ cái này đó nó qua siêu lý mở rộng mình học, học ở đây mình hơi mệt mỏi, hơi mệt mỏi xíu. Cho nên nếu như có chi không hiểu thì cũng đừng buồn, nếu mình học lại, cái này bên kia mình học lại nhiều lần, chứ không phải một lần. Rồi mà ai mà học ở cái môi trường này thì mình nghe đi nghe lại rất quen luôn à. Em mình nói lại nó không sai chữ nè. Nhưng mà không hiểu cái gì chấm coi như không nha. Nói lại không sai chữ nhưng phải hiểu cái gì đang chấm nha. Nói được thôi mà không hiểu cũng như không á. Rồi ổn cái lộ này ha. Một cái chỗ mà cái châu quá na đó là cái giải quyết vấn đề. Quá na là giải quyết vấn đề, động lực đó, động tốc đó. À, hành tâm đó. Chỗ đó giải quyết vấn đề, ví dụ như nó vô đó thì nó cũng phải có vấn đề gì đó. Nó mới vô, rảnh đâu nó vô. Thì cái chỗ mà giải quyết vấn đề là chỗ Chopana. À, giải quyết vấn đề. Rồi sau đó mà giấy tờ thủ tục đồ sao nữa. À, giải quyết xong rồi thì có rồi còn ra quyết định rồi nọ kia. Thì na cảnh nó làm. Nó mót lại thêm. À, cái vấn đề này nó sẽ quyết xong rồi mà nó mót thêm vậy đó. Đặng nó xử lý luôn cho nó trọn vẹn đầy đủ. Đó là na cảnh. À như thế đó. Cho mình dễ tưởng tượng. Không phải nói vậy thiệt nghe trời. Rồi tới cái diễn trình đó, cảnh vào ha, không phải quay lại giải lộ rồi đó, quay trở xuống lại nè, cảnh vào. Rồi là nó xảy ra một đoạn quá trình để mà mình đưa cái Chakwana thôi, tại vì đặc trưng của cái lộ này là cái thằng sân. Nên mình đưa cái thằng sân vô thôi chứ mình bỏ đi rồi khai ngũ môn rồi dân nha ha, mình bỏ đi cái giai đoạn đó. Nhớ nghe. Là cái sát na tâm 3 chấm ha, 3 chấm nào mới được con, nhiều cái 3 chấm lắm. Cảnh vào đó, chỗ này cũng có 3 chấm nữa nè. Đó, cảnh vào. Rồi đó mà tới sân sanh lên 7 sát na. À, rồi là nó sân rồi. Nhớ không, là nó sân rồi. Rồi nó sân rồi. Rồi sau đó đó là bắt đầu mình niệm. Sau đó mình mới niệm, tức là mình niệm là cái sân. Lúc bây giờ mình niệm là cái sân, tức là đại thiện có niệm, biết sân, niệm. Sân nè.
À, đó, được chưa, được chưa, được chưa. Còn lúc bấy giờ đó là mới niệm hả? Mới có niệm thôi, chưa có làm được sự gì hết. Nhớ bài liền. Học nhớ bài liền. Chuyển tắc ý liền. Chuyển tắc ý lên. Đại thiện sanh lên liền. Lúc đó mà mình biết phải làm cái gì để đoạn trừ cái này. Là tâm đại thiện. Quý vị có kịp không ta? Chỉ có tưởng tượng kịp giãn nó ra hả? Cái quá trình mà mình xử lý cái cục sân của mình á. Niệm nó sân nè. Mình biết nó sân nè. Mình muốn đổi nó nè. Chuyển cái tác ý nè. Xong rồi mình chuyển thành công qua cái đàn đại thiện. Quá trình nó vậy đó. À, quá trình vi tế của tâm mà khi chuyển đổi đó. Nó y ràng thấy đó. Đó là mình chuyển bằng bằng niệm. Mình chuyển bằng niệm. Được chưa? Cái gì ổn áp không? Đó là chuyển bằng chuyển có niệm đó nghe. Để thì mình chuyển cái này đó. Cái ưu chưa? Chưa. Tại vì sao? Mất thời gian quá. Mất thời gian quá. Có những người đó họ niệm xong rồi sao? Họ niệm xong rồi sao? Sân tiếp. Họ niệm đó. Sân nè, quên, sân lại lại nữa. Có không? Có ai bị cái đó không? Ai bị đó không? Mình niệm đó sân nè, biết sân luôn nghe. Mình biết sân luôn cái mình sân luôn à. Mình mới niệm xong cái gọt đó mà mình bị quên. Nó mình bị quên. Quên cái gì? Quên cái chuyện tác ý đó. Cái nó quay trở lại cái lỗ cũ. Sân nữa. Thằng đứa cái bắt đầu nhớ chừng lại. Ồ, sân rồi. Niệm nữa có chuyển qua. Lúc đó mới chuyển. Chịu nổi đời vậy đó. Hiểu không? Chẳng qua cò lại không được ha. Chờ cái dây thun này dỏm gì vậy? Đổi qua dây thun Thái Lan đi. Biết cái chỗ ngủ sống thức đó, 10 tâm quả thiện bất thiện. Ngủ sống thức là nó đó con. Đúng rồi. Nó là ngủ sống thức đó. Đúng rồi, đã tăng tinh tế. Niệm đã sân. Biết sân nhưng mà vẫn muốn sân cho đã cái nư. Trời đất ơi. Cái gì mà dữ gì thốt hả không? Sân cái đó là dữ lắm luôn đó. Thôi sân cái đó là chuyển sang là sân nặng lắm rồi đó. Không, cái đó là chuyển qua sân ác rồi đó. Tức là mình muốn đi vô đó chì chiết rồi ngồi kia cho sân ác đó. Thấy không? Sân có sự tính toán luôn chẳng luôn đó. Cái đó nó xấu lắm á. Không, mình chuyển qua nghe, chuyển qua sửa cái đó lại. Lúc đó mình nên niệm tiếp. Thì mình thất niệm rồi mình mới quay trở lại cái lỗ sân cũ đó. Mình thất niệm mình quay lại cái lỗ sân cũ đó con. Nên bây giờ ra mình mới nhớ chực là mình mới sân mà. Mình mới về sân mà. Tức là mình mới về sân mà mình nói với mình đó là mình đang niệm rồi đó. Mình đang niệm rồi đó. Mình đang niệm cái sân của mình đó lại. Cái học cái mình tiếp tục mình niệm cái sân nè. Tức là mình kéo dài cái niệm dùng cái tâm đại thiện có niệm sân lên đó để niệm cái sân. Và sau đó mình nhớ tới bài học liền. Đứa nào mà hay học mà không có nhớ bài nhớ dở hết trơn đó. Học mà không ghi không gì hết trơn đó. Học mà không học bài không gì á. Đâu có nhớ bài đâu. Sân nè hoài vậy luôn. Cái người ta kêu đi ăn cơm cái mình sân nè. Hay là cho mình ở đó luôn khỏi đi ăn cơm. Mình ngồi đó mình sân hoài. Khi mà mình niệm đó con. Khi mà mình niệm. Tức là mình buông cái sân mình ra là đại thiện rồi. Mình biết được. Nhưng mà không có dễ ăn gì đâu. Thương tạp. Cái gì có để ý thấy đâu. Sân nè, kiểu không? Sân nè, tức là mình có chí rồi đó. Nó đã biết rồi đó. Nhưng mà nó dập qua không nổi, nó qua không nổi. Tại về sao? Không có duyên trợ. Thiếu cái gì? Dù dẫn duyên. Nó thiếu dù dẫn duyên. Tại sao không có dù dẫn duyên? Tập hành chưa đủ. Tức là không có tập hành duyên nữa. Thiếu. Thành ra đó, niệm được sân rồi sao? Mất tiêu liền thì sao tâm đại thiện á mà có niệm ở trong khi đó là sao biết mất là do duyên gì mà nó biết mất ly duyên cái chuyện nó đi là nó ly đi mất tiêu rồi nó nói ly duyên là ly khứ duyên được chưa
mà nó ly liên thì nó vô hữu, không có tồn tại nữa. Lúc bây giờ là có cái sự trợ của các duyên đó. Hồi nãy mình nói là thiếu cái duyên gì trợ, thì bây giờ mình phải nói là có duyên gì trợ mà khiến cho nó mất chỗ đó ha. Cái đó sâu quá thôi bỏ qua đi, tại vì thế nữa mình học bên kia để mình tỉnh ha. Mà nó phải vậy đó, mình nó phải vậy đó. Ví dụ bà chấm nói đi, là những cái tâm đó con, là những cái tâm đó chứ không phải chữ tốt nhất vô đó nghe. Kiểu có đôi lúc mình niệm sân nè mà mình đang thở gấp á, cái vô mình quạo á, sau cái mình quạo mình luôn con, mình quạo mình luôn. Quá mình thở gì mà thở ghê vậy ha, mình quên luôn, mình sân cái kia, mình chuyển qua sân cái khác, cái mình lại niệm nữa, sân nữa rồi chết rồi, sân nữa rồi, ủa sân hoài ha, cái mình chuyển ra mình sân với mình nữa. Đi một vòng lẫn quẩn, mình đi vòng lẫn quẩn đó, mà hết sân kia hoài luôn vậy đó. Ôi ơi trời, thấy thương gì đâu luôn á, có người gì mà đụng đâu mà lửa nó cũng bốc ngùng ngục lên vậy đó. Thương vậy đó hả, nghiệp mà. Nên nhớ nghe, đâu có nhất thiết là phải tâm hữu phần đâu con. Rồi khai ngủ môn mà ngủ xong thức rồi tiếp thâu quan sát đoán định chi, cái hữu phần đâu hữu phần. Thấy cái lộ chà bá chả nào, thấy cái lộ chà bá chả nào. Cái thằng mà được tô màu nâu không, là thằng Chakwana đó. Thằng đó là sân hồi nãy thì nói đó, nó thở ưu cho nên thì tô màu nâu đó. Thì xuống dưới này thì đâu có rảnh rồi đâu, thì ghi nguyên cái lộ tâm lại vậy. Thì chỉ ghi cái chữ sân thôi, nó là đại diện cho thằng Chakwana ở trên đó. Kịp không? Mà con thích thì con gom nguyên cái đó con bỏ vô. Rồi mà từ thằng sân rồi thì sao? Thằng sân rồi nó đâu phải sân cái một, cái con lộ một vậy cái niệm được đâu. Không có đâu. Nó sân chừng 10 phút vậy đó rồi nó mới bắt đầu nó niệm được. Nó sân chừng 10 phút là sao? Nghiệp ngập đầu rồi. Nghiệp nó ngập đầu rồi. Cái gì kịp không? Một lộ tâm thôi. Nó nhanh tôi nói không có bao giờ mà đo được. Mà bây giờ mà nó sân 10 phút đồng hồ thì quý vị thấy kinh khiếp dã man con ngang chưa? Trời ơi, ngay lúc nào mà mình phát giác ra là phải ngưng liền trừ phi mình không có phát hiện ra thì cái đó là đành chịu chứ làm gì giờ. Từ khi phát hiện ra rồi đừng có để nó để trô đã cái nư nghe. Trời ơi, tốt ơi, nhớ nghe con, đừng có đã cái nư nghe là ngập đầu luôn. Ôi nó chồng lên vậy đó. Nhiều lắm, nhiều lắm. Mũ gì học, mũ gì phải suy nghĩ đó. Ui suy nghĩ ngẫm nghĩ vô cái quý vị. Trời ơi, giỡn da gà luôn. Mình hại mình không mà chứ mãi. Mình hại mình không mà. Nhưng mà lấy cái kim á, mình đâm vô cái chứa đá, đâm gì đó. Thấy ghê không? Thấy bạo lực ghê không? Không, đừng có vậy nghe. Ghê lắm. Mà sân y gan vậy đó. Sân y gan vậy đó. Cái bài của cô My đó, bài cô My giảng bên kia Lý Thừa đó. Tội nghiệp gì đó, cho nên đó mình rút kinh nghiệm người ta, mình đừng có như vậy. Thấy ta thấy thương ngay cái lúc đó mình nhân cơ hội đó con ha. Mình nhân cơ hội biết làm gì không, lượm cái xăng ta về ha. Thấy cái cơ hội đó mình làm gì, lượm cái xăng ta về ha. Mình giúp người ta ha, mình giúp người ta đặng mà mình chuyển đó, từ người ta sân cái kia đó rồi cái qua sân mình, rồi sau cái mình sân lại người ta, một dòng dây quan trái. Ôi là trời, trời ơi, đừng có tà lanh tà lẹt, hiểu không? Đừng có tà lanh tà lẹt, chết như chơi con ơi, giữ mạng còn đi học nữa con. Làm gì? Hãy tâm tư. Trời ơi, hãy tâm từ liền, được chưa? Hãy tâm từ. Thấy người mà người ta đang sân như vậy đó, hãy tâm từ, gãy cho ai? Hãy tâm từ gãy cho ai? Tân nhanh nhẹn lên rồi đó.
kể cho ai? Ta đang sân gì? Ừ, xà thú. Đúng rồi, gãi cho mình. Người ta đang sân, người ta không có nhận được đâu. Khỏi rải. Hay người ta đang sân mình đi đường nào mình ta nhận được. Ta toàn sân ở trong đó có cục không, mình đưa vô là cháy rụi, đưa vô là cháy rụi. Rải cho mình. Rải cho mình vì sao vậy? Vì sao vậy? Nghiệp của mình đó, mình đứng trong cái hoàn cảnh phải chứng kiến cái sự sân đó. Thấy thương mình không? Mình có thấy thương mình không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mình có thấy thương mình hả? Tại sao đó mình không đứng ở giữa hai cái người đó mà người ta có sự từ ái, có sự tốt lành đó, để mà cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thư thả đó, thì mình không có cái phước đó. À, mình đứng ở giữa đó một cái lò lửa, bên đây lò lửa, bên kia lò lửa, nó bùng cháy hai bên, thấy thương mình. Mình thấy đó, mình thương trò vậy đó hả? Con hay bị vậy luôn đó hả? Thương hà, gãi tâm từ cho con nha. Mình đang ở đó hả? À, cái duyên nó đang dây quanh, không cẩn thận là mình... Ờ, đúng rồi đó tọt, đúng rồi đó tọt. Thành ra đó mình cẩn, rất cẩn thận, gãi tâm từ liền ngay lúc đó, thấy chúng sanh nó đau khổ biết thương cho mình. Sanh quá trời khổ đau luôn, cái tâm từ cho mình đó, sợ mình đó bị như vậy nữa. Rồi được chưa, ok chưa? Đó là diễn trình chuyển sân bằng niệm. Bữa sau á mình sẽ học là diễn trình để mà chuyển sân hay đoạn sân không cần niệm. Mà mấy cái này đó mình học ở đây là kỹ thuật không à? Không hiểu tại sao làm được. Không hiểu tại sao mà mình làm được mấy cái này à. Để đó đi. Mình học chừng 30 năm sau rồi đó, mà cái môn mà duyên hệ mở rộng đó giải thích được hết. Tại sao hồi xưa mình học ở trong Nikaya Anguttara Nikaya đó, mà mình học cái chỗ đó mà mình đoạn sân không cần niệm được, mà mình đoạn sân cần niệm được. Ghi lại nghe, 30 năm sau đâu mình giải thích nha. Nhớ nghe. Còn hỏi nữa hả? Ghen cũng là một kiểu. Đúng rồi con, ghen ăn tức ở đó con. Ghen ăn tức ở là sân ơi. Kỹ nhau sân quá trời luôn. Ồ con hỏi anh Kiệt coi có không. Mù quáng á. Mà hai đứa nó đang sân mà nó gãi gì nổi con. Hai đứa mà nó đang sân mà gãi gì nổi. Mình ngồi mình nghe đó, cái mình rải cho mình thương cái thân của mình đó. Mình gặp hai con sân không, mình gãi cho mình. Cho nên ký nhớ chỗ đó nghe. Hồi 30 năm trước mình học rồi đó, trong muốn đi cây da đó mình có nấu rồi đó. Mình gắn nhớ để sau này mình học tới duyên hệ mở rộng đó, đặng mà mình lấy lại mình ví dụ mình giải thích. Mình học phải đủ hết 52 duyên rồi đó mình mới giải thích được, nó mới biết được. Mà 52 duyên đó là học từng duyên một cách đầy đủ hết tất cả các bộ phận của nó luôn đó. Nên thôi gắng nhớ đi, để nữa đó là mình làm ví dụ được cho được thiệt là hay ho. Hôm nay chắc mình tới đây thôi ha, hết duyên rồi. Bye bye các bạn. Bye bye.